Chào các bạn đến với kênh YouTube Dế Nhủi Channel. Hôm nay cái đề tài mới mà mình sẽ học cùng với Dế Nhủi là kể về một việc em đã làm để bảo vệ môi trường. Đây là một đề tài rất là thú vị, bởi vì nhắc đến môi trường, nhắc đến cây cỏ, nhắc đến cảnh quan, nhắc đến không khí nơi mà mình hít thở mỗi ngày, làm câu chuyện rất là thú vị. Và đồng thời nó cũng giúp cho mình tưởng tượng rất là nhiều về những người bạn thiên nhiên xung quanh mình. Cho nên là đối với mình đánh giá là đây là một đề tài rất là hay và thú vị. Rồi, bây giờ nếu mà nhắc đến những cái việc làm để bảo vệ môi trường thì Dế Nhủi có thể nghĩ đến những công việc gì đâu? Dạ là trồng cây nè, nhặt rác để bảo vệ môi trường, trồng cây xanh để cây xanh lãng mạn để bảo vệ môi trường, để che bóng mát lọc không khí, che bóng mát quang hợp để lọc không khí cho trong lành, nhặt rác để cho sạch sẽ. Sử dụng là những cái đồ tái chế để sử dụng lại những cái vật mà bán lẻ mình vứt ra ngoài, thì giờ mình sử dụng lại để mình hạn chế mình thải rác thải ra ngoài. Như vậy là có ba cái việc chính mà khi mà nói đến việc bảo vệ môi trường thì mình có thể hình dung ngay đến ba việc tức thì, tức là nhặt rác thải xung quanh để giữ cho cái môi trường mình thêm sạch đẹp nè, rồi trồng cây để có bóng mát, để cây xanh quang hợp lọc không khí, giúp cho không khí thêm trong lành. Cái thứ ba là tái chế những cái đồ mà đã qua sử dụng để mình tiếp tục sử dụng lại, mình không có vứt rác thải ra ngoài nữa. Thì Dế Nhủi muốn chọn cái công việc gì trong cái công việc đó? Con muốn kể việc gì? Dạ là trồng cây. Con muốn trồng cây đúng không? Rồi, thì như hôm bữa mẹ có nói là cái bài tập luận văn sẽ gồm mấy phần? Ba phần. Phần đầu thì tiên là mở bài. Thứ hai là thân bài. Thứ hai là kết luận. Rồi, bây giờ nếu mà nói về trồng cây thì mở bài mình phải nói về cái gì? Thời gian địa điểm gì? Đầu tiên mình phải nói là mình phải giới thiệu là cái việc gì mình muốn kể, đúng không? Bây giờ mình muốn kể về việc gì? Dạ, đúng không? Việc trồng cây và lý do tại sao mình trồng cái cây đó, đúng không? Để mình, người ta chắc chắn là mình đi đúng với đề tài. Đề tài là hãy kể về việc em làm để bảo vệ môi trường. Thì bây giờ mình đầu tiên mở bài thì mình phải giới thiệu là về việc trồng cây. Lý do mình trồng cây. Để gì nữa? Thời gian mà mình trồng cái cây đó khi nào đúng không? Địa điểm nghĩa là gì? Là mình trồng nó ở đâu? Trồng cây nó ở đâu? Rồi bây giờ con tưởng tượng đi, con tưởng tượng là con trồng cái cây đó cách đây bao lâu rồi? Hai năm rồi. Như vậy lúc con 6 tuổi, 6 tuổi học lớp mấy? Lớp 1. Cách đây 2 năm rồi, như vậy là bây giờ được 3 tuổi rồi đó mấy bạn. Cái cây Dế Nhủi trồng bây giờ được 3 tuổi rồi đó. Cây trồng cái gì? Cây phượng. Tại sao con lại quyết định trồng cây phượng? Lấy cánh hoa để làm con bướm, lấy cái nụ để chơi với lại nó có nhiều bóng mát, rồi mà cái ý tưởng tại sao con lại trồng cây phượng, tại sao con biết đến cây phượng, con chọn cây phượng để con trồng? Tại vì con thấy ở trên trường, tức là con vô học ở trường, con thấy cây phượng, rồi con quyết định trồng cây phượng ở đâu? Con quyết định cây phượng ở trong vườn nhà, nhưng mà vị trí nào trong vườn? Là sát nhà hả? Thì sao? Ở gần xích đu, ngay cái góc nhà. Tại sao con quyết định trồng xích đu? Để sau này khi mà cây lớn lên thì như cây như thế nào? Cây sẽ tỏa bóng mát rất là lớn. Thì khi mình ngồi chơi xích đu thì sao? Thì sẽ che bóng mát cho mình, sẽ rất là mát. Rồi, cây phượng nó từ đâu con có? Dạ, con sẽ xin nó lên chùa. Con kể lại là chuyện đã xảy ra rồi nha. Chứ con đừng có nói là con sẽ là chưa xảy ra. Con xin ở bên cái chùa gần nhà. Đúng không? Rồi lúc con xin về là nó bao lớn? Nó cao tới đâu? Nó cao bằng đầu gối của con. Đầu gối con hả? Đầu gối con là thấp chủng hà. Một xíu hả? Dạ. Tới bụng đi. Tới bụng nha. Rồi sau đó thì ai là người đưa con cây phượng đó? Là người trồng cây trong chùa. Có một cái chú trồng cây trong chùa. Có một bác, con gọi là bác đi, có một bác. Bây giờ gọi bác là cái bác mà hay nói chuyện, bác Dũng đi. Bác Dũng trồng cây, bác cho con một cái cây phượng cao tới bụng. Còn lúc con nhận về con thấy háo hức không? Dạ, háo hức như vậy. Cái đúng không? Cái thân nó to hơn hay thân nó nhỏ? Dạ, thân nó nhỏ. Thân nó nhỏ như là cái nặng như là cái gì? Bằng cái gì? Cây tre. Thằng nó nhỏ bằng cây tre thôi. Cây tre là khoảng bằng đốt ngón tay nè. Thằng nhỏ bằng cây tre. Thì lúc giờ em có vô tới trong vườn mình, em có rất là em ngơ ngác không? Em tới em thấy quá nhiều cây luôn. Và em giống như là một người lính mới, một người mới xuất hiện trong cái vườn cây, quá nhiều loại cây luôn. Thì em có ngơ ngác không? Em Phượng có ngơ ngác không? Có. Rồi sau đó cái quá trình trồng nó như thế nào đâu, con kể mày nghe coi. Dạ, con trồng vừa nó là xuống đất, sau đó con đắp đất lại. Gì vô
ngồi đi xuống đất. Con phải lấy cuốc ra con đào đàng hoàng chứ. Cuốc ra đất ra. Đào ra sau đó con để cây nào. Nó con cuốc đất ra, con đào một cái lỗ. Đào cái lỗ. Cái lỗ sâu bao nhiêu? Lỗ sâu chừng là nó sang 6 cm. Nó sang 6 cm thật đi đây hả? Vậy thì 10 cm. 10 cm thật đi đây nè. Không, ít lắm, cạn lắm. Vậy con phải đào sâu vô.
Thôi đừng có em rất vui nữa. Lúc nào con kết bạn cũng em rất vui, em rất quý. Kém quá à. Em thích lấy con hồng không biết làm đến lấy rụng hoa để chơi đá gà. Nên khi em học lớp 1, em đã trồng cây rụng ở sân vườn nhà. Gần ở Sức Đu. Rồi chấm qua câu mới giải thích tại sao. Dùng một câu giải thích tại sao mình quyết định trồng cây phượng ở gần Sức Đu. Dạ. Thì có thể em nghĩ khi cây đó thì có thể che bóng mát. Bóng mát cho những người rồi như vậy là dế nhủi đã sửa lần thứ hai sau khi mình có một vài góp ý nho nhỏ thì bây giờ dế nhủi sẽ đọc lại bài văn của mình. Tên của em là Thanh Nhiên, nghĩa là thiên nhiên xanh mát, cho nên em rất thích chơi với thiên nhiên và cây cỏ ở cây cối. Đặc biệt em thích nhất cây phượng. Em thích lấy cánh hoa làm bướm, lấy nụ hoa để chơi đá gà. Nên khi em học lớp 1, em đã trồng cây phượng ở sân vườn nhà để có nhiều bóng mát và có thể bảo vệ môi trường. Good. Em đã qua chùa gần nhà xin bác Dũng người làm vườn ở chùa một cây phượng cao tới bụng. Về nhà em lấy cuốc đào một cái hố sâu khoảng 2 tấc. Tấc là chữ C chứ không phải là tấc T nha. Tấc T là vớ á. Là vớ tất nhiên rồi đó. Tấc gần ở Xích Đu. Vì em nghĩ khi cây lớn thì có thể che bóng mát cho những người chơi Xích Đu. Thôi con sửa lại Xích Đu bằng gần đó nha. Sau đó em đặt cây vào hố đã đào và lấp đất lại. Tiếp theo em xách một xô và lấp đất lại. Tiếp theo phải đó qua câu mới đây mà. Lấp đất lại chấm. Tiếp theo phải tiếp theo phải em xách một xô nước vừa đủ để tưới cây. Em còn cẩn thận chèn đá xung quanh để cho những con chó không đào bới cây. Khi mới về nhà, bé Phượng ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy ai cũng lạ. Ngày nào em cũng ra tưới cây cho cây. Tưới nước cho cây, tưới cây cho cây là cái gì? Tưới nước cho cây. Sau một tuần, bé Phượng đã quen dần với môi trường xung quanh. Em ấy đã làm quen với bác Mít hiền lành, chị Lụ duyên dáng, anh Tắc tinh nghịch, nhóc ớt bén lĩnh. Bây giờ em đã học lớp 2, lớp 3 và cây đã lớn và cao hơn em rồi. Em đã học lớp 3 rồi, được rồi. Tự nhiên lớp 2, lớp 3 học hai lớp cùng lúc hả? Em đã học lớp 3 và cây đã lớn và cao hơn em rồi. Hai chữ và như vậy. Và cây đã lớn và cao hơn em rồi. Chấm. Bây giờ em đã học lớp 3 chấm. Cây đã lớn và cao hơn em rồi. Cây đã lớn và cao hơn em rồi. Cây đã cao 2 mét và có một bóng mát rất lớn. Bây giờ cây đã 3 tuổi mà biết tất cả mọi người trong khu vườn. Giờ trong khu vườn cũng đã lọc không khí trong vườn nhà em. Em nghĩ lọc sao lọc có ô? Lọc đâu có ô. Em nghĩ khi em học lớp 6 thì em sẽ thấy được những nụ hoa đầu tiên trên cành cây. Em có thể lấy nụ chơi đá gà và lấy hoa làm bướm. Hoặc đôi khi em nổi máu tinh nghịch, em leo lên cây chơi. Và khi cây to sẽ trở thành một lá phổi trong nhà em. Ok, đọc lại coi. Trời, đọc gì đâu thấy nó dằn dắt, nó tùm lum. Bây giờ mình đọc lại, mình chia sẻ cái thành phẩm của dế nhủi.
một cái bài tập làm văn từ đầu đến cuối để cho các bạn tham khảo. Bài tập làm văn với chủ đề là kể lại một việc mà em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường. Tên của em là Thanh Nhiên, nghĩa là thiên nhiên xanh mát, cho nên em rất thích chơi với thiên nhiên và cây cối. Đặc biệt em thích nhất cây phượng. Em thích lấy cánh hoa làm bướm, lấy nụ hoa để chơi đá gà. Nên khi em học lớp 1, em đã trồng cây phượng ở sân vườn nhà để có nhiều bóng mát và có thể bảo vệ môi trường. Đó, đi xong phần mở bài. Mở bài đã giới thiệu được là tại sao mình đã làm việc gì. Đó là việc trồng cây. Cây gì? Cây phượng. Trồng ở đâu? Trong vườn nhà. Khi nào? Vào lớp 1. Mục đích là gì? Bảo vệ môi trường. Như vậy là với cái phần mở bài này là mình đáp ứng đầy đủ, là mình đang hiểu và làm đúng theo yêu cầu của đề bài. Xong, bây giờ tiếp qua phần thân bài nè. Em đã qua chùa gần nhà xin bác Dũng, người làm vườn ở chùa, một cây phượng cao tới bụng. Về nhà, em lấy cuốc đào một cái hố sâu khoảng 2 tấc. Sau đó, em đặt cây vào hố đã đào và em lấp đất lại. Mọi hình đi về đặt thế nè, 2 tấc, sau đó mới chuyển lại. Về nhà em lấy cuốc đào một cái hố sâu khoảng 2 tấc nằm ở gần xích đu, vì em nghĩ khi cây lớn thì có thể che bóng mát cho những người chơi xích đu. Sau đó em đặt cây vào hố đã đào và lấp đất lại. Tiếp theo em xách một xô nước vừa đủ để tưới cây. Em còn cẩn thận chèn đá xung quanh để cho những con chó không đào bới cây. Khi mới về nhà, bé Phượng ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy ai cũng lạ. Ngày nào em cũng ra tưới nước cho cây. Sau một tuần, bé Phượng đã quen dần với môi trường xung quanh. Em ấy đã làm quen với bác Bích hiền lành, chị Lựu duyên dáng, anh Tắc tinh nghịch, nhóc ớt lém lĩnh. Bây giờ em đã học lớp 3, cây đã lớn và cao hơn em rồi. Rồi tiếp bổ sung đây đúng không? Không đọc hết cái này. Cao em rồi, cây đã cao 2m và có một bóng mát rất lớn. Bây giờ cây đã 3 tuổi và biết tất cả mọi người trong khu vườn. Và cũng đã lọc không khí trong vườn nhà em hả? Không có chữ là Và cây đã 3 tuổi và biết tất cả mọi người xung quanh vườn. Cây đã trở thành một cái máy lọc không khí rất là hữu hiệu trong vườn nhà em. Thì vậy thì đúng hơn. Em nghĩ khi em học lớp 6 thì em sẽ thấy được những nụ hoa đầu tiên trên cành cây. Lúc đó em có thể lấy nụ hoa chơi đá gà và lấy cánh hoa làm bướm. Nếu em nổi máu tinh nghịch thì em leo lên cây chơi, và khi cây to sẽ trở thành lá phổi lớn trong vườn nhà em. Nói chung là bài văn này còn nhiều cái những cái lỗi sai nhỏ nhỏ, cũng chưa được hoàn thiện lắm. Nhưng một cái điều đáng khen là bé đã biết sắp xếp câu chuyện theo từng trình tự. Tức là xin cái cây ở đâu, đem về nhà làm gì, những cái bước gì, đào cái hố sâu khoảng 2 tấc, bỏ vô, lấp đất lại, rồi chèn đá xung quanh, rồi tưới nước hàng ngày, rồi quan sát cây lớn lên. Và đồng thời có một cái ưu điểm khác là bé cũng đã sử dụng những cái biện pháp nhân hóa, gọi Phượng là bé Phượng, gọi là em ấy. Và miêu tả không những là cây phượng mà còn cộng đồng các loài cây xung quanh cây phượng, là có bác Mít, có cô Lựu, có anh Tắc, có nhóc, bé nhóc là cây ớt đó. Thì sau đó lại có một cái ý tưởng là tưởng tượng lên bây giờ mình học lớp 3, 3 năm nữa mình học lớp 6 thì lúc đó cây nó to như thế nào đó. Thì nói chung là qua cái giọng văn của bé, tuy là còn những cái lỗi nhỏ nhưng mà đã xây dựng được một cái nhân vật chính trong cái tác phẩm này là cây phượng. Nó rất là sống động, nó không phải là một cái cây buồn tẻ mà nó rất là sống động và nó có những câu chuyện để kể. Đó, thì các bé khi làm bài tập làm văn này, nếu mà chọn chủ đề trồng cây thì hãy nhớ miêu tả cái cây của mình. Nó sống động, nó linh hoạt, nó có nhiều tình cảm, nhiều cảm xúc, giống như một con người như vậy. Hãy để nó là một cái cây thú vị, đừng để nó là một cái cây buồn tẻ. Rồi, như vậy là chương trình của Giới Nhũi Channel hôm nay đến đây là tạm dừng. Chúc các bé có những cái ngày đi học lại thật là vui. Tạm biệt các con.